Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của kênh Tin Mới, các bạn thân mến. Trong khuôn khổ video ngày hôm nay, chúng mình sẽ mang đến cho các bạn thông tin về lực lượng không quân Campuchia. Mặc dù thường bị đánh giá là có quy mô nhỏ bé, tuy nhiên thì lực lượng này lại đang có trong biên chế những máy bay vận tải cỡ lớn, được coi là niềm mơ ước của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta. Bên cạnh đó thì họ còn mới bổ sung thêm vào kho trang bị của mình một loại trực thăng mới. Loại trực thăng mới này là gì và chiếc máy bay vận tải cỡ lớn mà Việt Nam chúng ta không có kia có gì đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, mới đây, trang Khmer Ton đưa tin Thủ tướng Hun Sen đã hoàn tất thương vụ mua 3 chiếc trực thăng Mi-17 cho lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia để phục vụ cho các nhiệm vụ quốc gia. Tướng Von Pichen, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia, ngày 8 tháng 9 đã đi thị sát 3 máy bay trực thăng mới này tại một căn cứ không quân quân sự ở Phnom Penh để chính thức phê chuẩn chúng cho các lực lượng vũ trang. Tướng Pichen nói rằng 3 chiếc trực thăng Mi-17 được trang bị là rất quan trọng đối với lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia để phục vụ kịp thời cho các hoạt động của chính phủ. Đồng thời thì ông cũng đã chỉ thị cho các sĩ quan không quân chú ý đến việc sử dụng và bảo dưỡng thiết bị một cách hợp lý. Được biết, Mi-17 là tên gọi của chiếc trực thăng khi xuất khẩu ở trong nước. Nga còn gọi nó là Mi-8MT. Mi-17 là máy bay trực thăng vận tải 2 động cơ cỡ trung bình, có sức bền rất tốt, giá thành hợp lý. Khi lắp thêm vũ khí, nó hoàn toàn có thể trở thành trực thăng vũ trang hạng nặng. Trước đây, quân đội Liên Xô thiết kế Mi-17 phục vụ cho chiến tranh Xô Viết ở Afghanistan. Từ sau khi hoàn tất chế tạo vào năm 1998, đến nay, Nga đã xuất khẩu khoảng vài trăm chiếc Mi-17 tới nhiều nước trên thế giới. Những hình ảnh mà công chúng được tiếp cận về 3 chiếc Mi-17 của Campuchia bề ngoài cũng không có quá nhiều điểm khác biệt so với một số dòng Mi-17 trước đây mà Nga đã sản xuất, mặc dù vào mỗi thời điểm, Nga luôn có những cải tiến khác nhau về hệ thống điện tử lẫn động cơ máy móc. Vỏ của Mi-17 có màu xanh lục, trên đó có thể hiện rõ phù hiệu, tên của trực thăng và tên của lực lượng không quân Campuchia. Tiếp nhận lô máy bay gồm 3 chiếc Mi-17 này, Campuchia đặt tên nó là Mi-17T, có thể nhằm mục đích che giấu nguồn gốc, bởi lẽ trong danh mục các phiên bản Mi-17 chưa xuất hiện định dạng MT. Theo giới thạo quân sự người Nga, thì 3 chiếc Mi-17 mới của Campuchia là đời sau của các mẫu Mi-8AMT. So với các phiên bản cũ, mũi bọc kính truyền thống trên dòng Mi-8 và một số mẫu Mi-17 mà chúng ta đang sử dụng thì Mi-17T của Campuchia đã được thay đổi mẫu mã thiết kế sang hình dáng mũi cá heo. Với việc thay thế mũi bọc kín bằng đầu mũi cá heo với độ cứng tăng hơn nhiều lần, không khó để đoán được bộ phận này được sửa đổi để bảo vệ hệ thống điện tử hàng không hiện đại bên trong, thay thế cho hệ thống cũ đã lạc hậu với sức tải tối đa 16 lính dù, 12 cáng cứu thương cùng nhân viên y tế, giá treo ở bên ngoài có khả năng mang được khoảng 4 tấn hoặc tải hàng phía trong dưới 4 tấn, là một vài thông số của Mi-17T. Bên cạnh đó, nó còn có thể đáp ứng các nhiệm vụ tấn công mặt đất với việc treo được các loại rocket 57mm và rocket 80mm. Với sự bổ sung này, Mi-17T được cho là sẽ hỗ trợ tốt cho không quân Campuchia trong việc vận chuyển, thậm chí là chiến đấu, thay thế cho những chiếc máy bay đã cũ, không còn đáp ứng tốt nhiệm vụ trong các chiến dịch của nhà nước. Đáng chú ý là những hình ảnh của Khmer Ton đưa tin bất ngờ xuất hiện, trong đó 2 chiếc trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26T được đánh giá là chiếc trực thăng lớn nhất và khỏe nhất thế giới do nhà máy Minsk Moscow chế tạo, cất cánh lần đầu tiên vào ngày 14 tháng 12 năm 1977. Chiếc trực thăng hạng nặng này sau đó được sản xuất hàng loạt vào năm 1980. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 316 chiếc được xuất xưởng. Campuchia mua lại chiếc Mi-26T từ Ukraine vào năm 1998. Đây được đánh giá là ông vua của dòng trực thăng vận tải với tổng chiều dài là 40,025m. Cao 8,14m, trọng lượng cất cánh tối đa là 56 tấn, với kíp lái 5 người, bao gồm 2 phi công, 1 kỹ sư, 1 kỹ thuật viên và 1 hoa tiêu,
được trang bị hai động cơ tuabin trục Lotarev D136 có công suất 11.399 mã lực trên một chiếc. Mi-26 có thể đạt tốc độ 295 km/h với tầm bay là 1.920 km và trần bay là 4.600 m. Cánh quạt của trực thăng này cũng được xếp vào hàng khủng với 8 lá, đường kính là 32 m. Lúc vận hành, cánh quạt quay một vòng tròn với diện tích lên đến hơn 800 m2. Khi thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 14 tháng 12 năm 1977, Mi-26 đã tạo nên một cuộc cách mạng thực sự và thiết lập tiêu chuẩn thế giới mới trong lĩnh vực chế tạo máy bay trực thăng. Khoang hàng khổng lồ của Mi-26 có khả năng chở 90 lính hoặc 60 cáng cứu thương hay cũng có thể là 20 tấn hàng, bao gồm cả phương tiện xe cộ. Với những thông số trên, trực thăng này hiện đang nắm giữ tất cả 14 kỷ lục thế giới, được thiết kế với khoang chở hàng lớn và chiếm gần như phần nhiều diện tích máy bay. Chiếc trực thăng này có thể chứa trong khoang hoặc cẩu bên ngoài những vật dụng siêu lớn như container, máy bay cánh cố định, máy bay trực thăng hay xe tăng, xe cứu hỏa, pháo. Một máy bay chiến đấu phản lực hoặc một trực thăng hạng nặng có trọng lượng gần bằng Mi-26T, nó hoàn toàn có thể cẩu lên một cách dễ dàng, thậm chí là cả các phương tiện vận tải siêu trọng cũng không ngoại lệ. Một dẫn chứng cụ thể, vào năm 2002, Mi-26 của Nga đã từng cứu trợ cho lực lượng vũ trang của Mỹ vận chuyển chiếc trực thăng Boeing CH-47 bị bắn rơi từ các khu vực hẻo lánh của Afghanistan về căn cứ quân sự của Mỹ. Được biết, đây là loại máy bay cánh quạt lớn nhất của không quân Mỹ. Và trên thực tế, nhiệm vụ vận chuyển trên không có một máy bay trực thăng vận tải hạng nặng nào của Mỹ có thể thực hiện được. Mặc dù ra đời đã lâu, nhưng đến nay, Mi-26 vẫn là loại máy bay không thể thay thế. Sau 30 năm, nó vẫn giữ vị trí là chiếc máy bay vận tải lớn nhất và khỏe nhất thế giới từ trước đến nay so với chiếc AN-26, C-295M, Mi-8, Mi-17 đang phục vụ trong biên chế của Không quân Nhân dân Việt Nam, thì rõ ràng Mi-26 có nhiều ưu thế hơn. Trong biên chế của Không quân Campuchia hiện có 2 chiếc và chúng cũng chính là loại trực thăng lớn nhất mà quốc gia này đang sở hữu. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra nghi ngờ về khả năng vận hành của những chiếc Mi-26 này, bởi theo các hình ảnh được ghi nhận thì cơ bản chúng còn khá mới, nhưng thông tin cụ thể về chúng thì đã từ lâu không có một đơn vị truyền thông nào có thể tiếp cận được để có thể đánh giá khả năng vận hành cũng như là hiệu quả hoạt động của nó. Và thực tế cho thấy nội lực duy trì khí tài hàng không với quốc gia Campuchia rõ ràng là một thách thức lớn. Cụ thể, mặc dù đã từng được Liên Xô tài trợ cho một trung đoàn MiG-21 cùng với hỗ trợ đầy đủ về mặt huấn luyện của trung đoàn 935 Việt Nam, thế nhưng khi lực lượng hỗ trợ của Việt Nam cùng đoàn chuyên gia của Liên Xô về nước thì không lâu sau đó trung đoàn MiG-21 cũng nhanh chóng bị xóa bỏ bởi biến động chính trị những năm 1990. Đến thời điểm hiện tại, khi bất ổn chính trị đã đi qua, số MiG-21 chưa một lần được tái sử dụng. Tính đến thời điểm hiện tại, không quân Campuchia bị đánh giá là có lực lượng kho khí tài cùng năng lực tác chiến đường không yếu kém bậc nhất trong Đông Nam Á. Quốc gia này hiện chỉ có khoảng 3.000 lính không quân với số lượng máy bay ít ỏi, chủ yếu là các trực thăng hạng nhẹ và một số ít các máy bay vận tải cánh cố định. Phương tiện được cho là hiện đại và đắt đỏ nhất, hay nói cách khác là xịn nhất trong không quân Hoàng gia Campuchia, chính là máy bay chở khách Airbus A320 do Pháp sản xuất. Đây là loại máy bay được không quân Campuchia sử dụng để chở các lãnh đạo, nhân vật cấp cao hoặc các khách VIP. Tiếp sau đó là máy bay vận tải loại CAM A60. Đây là loại máy bay vận tải đa năng sử dụng động cơ cánh quạt được sản xuất tại Trung Quốc. Hiện tại lực lượng không quân Campuchia có 2 chiếc loại này. Tiếp theo cũng là một loại máy bay vận tải cỡ nhỏ do Trung Quốc sản xuất, Harbin 12. Điểm nổi bật của dòng máy bay này đó là nó có thể cất hạ cánh mà hoàn toàn không cần đường băng, vô cùng phù hợp với địa hình của Campuchia. Tuy nhiên, trong biên chế nước này cũng chỉ có một chiếc duy nhất. Có vẻ như không quân Campuchia rất ưa chuộng các loại máy bay sử dụng động cơ cánh quạt, khi mà 3 trên 4 loại máy bay cánh bằng mà lực lượng không quân sở hữu đều sử dụng loại động cơ này. Bistren Norman BN-2 do Anh sản xuất cũng là một chiếc như vậy. Không quân Campuchia hiện đang sở hữu một chiếc. Các loại phương tiện chủ yếu của không quân Campuchia là các loại trực thăng, trong đó có Mi-17, loại máy bay do Liên Xô sản xuất từ thế kỷ trước với số lượng 5 chiếc. Máy bay vận tải của Liên Xô Mi-26 chúng mình vừa nhắc tới bên trên 2 chiếc. Lớn nhất trong biên chế của lực lượng này là trực thăng đa năng Harbin Jet-9 do Trung Quốc sản xuất và viện trợ cho nước này với số lượng là 12 chiếc. Đây là trực thăng có thể làm tốt nhiệm vụ vận tải hoặc thậm chí là hỗ trợ hỏa lực đường không.
Tiếp theo là trực thăng Eurocopter AS-355 và trực thăng Eurocopter AS-350 do Pháp sản xuất và hiện đang có trong biên chế Không quân Hoàng gia Campuchia với số lượng mỗi loại một chiếc. Và mới đây nhất đầu năm 2021, chiếc FTC-2000G đầu tiên được giao theo hợp đồng mua 6 chiếc được Campuchia ký kết với Trung Quốc trong năm 2020. Được biết, đây là phiên bản xuất khẩu của dòng huấn luyện cơ đa nhiệm GL-9, là một trong những loại máy bay huấn luyện chủ lực của Không quân Trung Quốc hiện nay. Dự kiến toàn bộ lô hàng sẽ được bàn giao đầy đủ từ nay cho đến năm 2023. Rõ ràng, với trang bị yếu kém cùng với lực lượng mỏng như vậy, đối với không quân nước này mà nói, làm các nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trong nước đã khó, chứ chưa tính tới việc mang chúng ra sử dụng khi có chiến tranh. Và một điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là quốc gia này khá tin tưởng và lựa chọn trang bị đến từ Trung Quốc thay vì Nga hay một quốc gia phương Tây nào khác. Thế nhưng thực tế thì lại cho thấy những thông tin không hề khả quan về sự lựa chọn này. Cụ thể, về chiếc Carbine Z9 Campuchia chính thức nhận chúng vào tháng 11 năm 2013. Tuy nhiên, tới tháng 7 năm 2014, tức là sau 8 tháng sử dụng, thì một chiếc Z9 đã gặp sự cố khiến 5 người trên máy bay thiệt mạng, một người bị thương, trong đó có 2 sĩ quan cấp cao, gồm một thiếu tướng và một chuẩn tướng. Một trong 2 viên tướng này được cho là phó tư lệnh không quân. Được biết, vụ tai nạn xảy ra tại một địa điểm chỉ cách thủ đô Phnom Penh khoảng 10 km về phía nam, trong khi trực thăng đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho các phi công mới. Chiếc Z9 có xuất xứ từ Trung Quốc đã rơi xuống ao rồi chìm dần xuống bùn. Đáng nói là chúng đã gặp nạn ngay trong lần đầu tiên đưa vào huấn luyện. Bên cạnh đó, đây thực tế không phải là lần đầu tiên có những vụ tai nạn xảy ra đáng tiếc đến như vậy. Trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2013, đã có ít nhất 9 vụ tai nạn liên quan đến trực thăng Z9. Trong đó, trong 2 năm 2012 và 2013 đã có tới 3 vụ tai nạn Z9 thuộc lực lượng không quân Zambia. Tháng 5 năm 2015, thì một chiếc Z9 của không quân Cameroon cũng gặp nạn trong quá trình bay diễn tập. Và trong hầu hết các vụ tai nạn kể trên, những chiếc Z9 này đều mới hoạt động chưa đầy một năm, tức là dự trữ giờ bay còn rất nhiều. Những dẫn chứng đó quả thực làm dấy lên mối nghi ngại về chất lượng của dòng máy bay này. Các bạn thân mến, tuy nhiên thì mỗi quốc gia thường sẽ có những lựa chọn và đường hướng riêng. Chúng ta chỉ đơn giản là phân tích và nhận ra được điểm yếu của họ mà thôi. Các bạn có đồng tình với quan điểm của chúng mình không ạ? Comment chia sẻ suy nghĩ về chủ đề ngày hôm nay ngay dưới video. Đồng thời, nếu thấy thông tin hay và hấp dẫn, hãy... Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của tin mới.